Xin chào các anh đến với video số 225 của kênh đầu câu Tokyo Japan nhé. Sáng nay đầu tuần em lên cho mình một ít cần lô máy ngang, một cần lô máy đứng nha mấy anh. Cuối clip thì sẽ có hai cây cần nha, chiều dài 2m4, cứng 200 và một cây cần săn tra nha, khoen titanium ạ. Chiều dài là 3m15 và tải mồi mát 1,5kg cho mình luôn nha. Rất là ok ha. Cây đó phản hồi cực tốt ạ. Máy thì em sẽ lên một ít máy ngang tay phải, máy ngang tay trái này, cần máy ngang đứng cho mình luôn nha, xây tầm khoảng 2.000 cho tới 6.000 ạ. Phụ kiện thì hôm nay em có thêm một cái loại lưỡi mới, đó là lưỡi câu cá lóc nha mấy anh, lưỡi câu lóc cho mình luôn nha, dù cước và lưỡi săn hàng cho mình luôn ạ. Rồi em xin lên phụ kiện trước nhé. Phụ kiện mã số 1 thì em gửi đến anh, đó là lưỡi câu câu cá lóc nha. Đây này, một combo thì em ghép gồm là 6 gói nha, mỗi gói thì nó có 5 lưỡi nha, tổng cộng thể là 30 lưỡi cho mình luôn nha. Lưỡi thì có ngạnh rất là sắc bén luôn ạ, lưỡi đầu bo tròn nha. Đây em lấy ra một cái lưỡi bỏ lên ô ly tập cho mình xem luôn nha, cái độ để xem cái độ to của cái lưỡi nha nha. Đây ạ, lưỡi rất là to nha, chất liệu thép không dỉ cho mình luôn ha, rất là ok. Đây nó to cỡ này nha, lưỡi này là để câu cá lóc nha mấy anh. Lưỡi thì đầu bo tròn này, ngạnh sắc bén cho mình luôn ha, to, lưỡi này to lắm nha. Đây để em đo cái thân của nó là tầm khoảng 0.6mm nha mấy anh, rất là to cho mình luôn ha, rất là ok ạ. mm nha mấy anh. Lưỡi thì có ngạnh này sắc bén cho mình luôn nha, đầu thì đầu bo tròn ha. Combo như này thì em bán với giá là 100k nha, tổng thể là 30 lưỡi cho mình đi ha, 6 gói mỗi gói 5 lưỡi ạ. Rất là ok ạ. Combo mã số 1 100k, mã 1 100k. Mã số 2 thì em có lưỡi BVLC nha, săn hàng đánh bắt cá lớn nè. Nó gồm 3 size nha, size số 10, 11 và 12 ạ. Lưỡi số 10 thì nó tương đương với tầm khoảng là 3 ô rưỡi tập ạ. Lưỡi 11 4 ô và lưỡi số 12 là 4 ô rưỡi nha. Lưỡi số 10 một hộp của nó tầm khoảng là 40 lưỡi, 11 và 12 là tầm khoảng 30 lưỡi ha. Thì hộp này combo này trên dưới là hơn 300 lưỡi nha, hơn 300 lưỡi ạ. Đầu thì của nó là đầu bo tròn luôn nha, đầu bo tròn ạ. Đây. Không phải đầu tán dẹp ha, đầu bo tròn. Thì cái lưỡi này thì nó cũng rất là chắc chắn nha, cũng có ngạnh sắc bén cho mình ạ, nhại cá và khó sảy cá cho mình nha. Combo mã số 2 ạ, lưỡi săn hàng cá lớn này, câu sông, câu hồ, dịch vụ ha, đánh cá tra đều được luôn ạ. Combo mã số 2 em bán với giá là 100k nha, mã số 2 100k. Mã số 3 thì em có cước đa qua nha. Cước này là cước số 3, đường kính là 0.285mm ạ, một cuộn là 500m nha mấy anh. Có tem nhập khẩu rõ ràng đầy đủ cho mình luôn ạ. Cái này là loại hàng là Made in Japan nha, chuẩn Nhật cho mình luôn nha, không phải hàng trôi nổi nên mấy anh cứ yên tâm ha. Đây cái loại này là có đường kính là 0.285 nha, là cước số 3 nha mấy anh. Tải cá trên dưới 7 kg cho mình luôn ha, có thông số đầy đủ từng size cước ha. Hiện tại cái cước này là cước số 3 nha. Mã số 3 500m dây ạ, em bán với giá là 130k, mã 3 130k cho cái loại này ạ, mã 3. Mã số 4 ạ, mã số 4 thì em có cước RXR ạ. Cái loại này thì nó có đường kính là 0.28mm, tải cá trên dưới 7 kg cho mình luôn. Một cuộn là 100m thì em ghép combo hai cuộn là 200m nha. Nó có cái màu nâu đất như này nha mấy anh. Đấy, rất là ok này. Cái loại này thì nó đến từ hãng Bassa, có mắt in rõ ràng đầy đủ cho mình luôn ạ. Có tem chống hàng giả cho mình luôn nha. Đây, combo mã số 4 mà em bán với giá là 120k cho cái loại này nha. Loại này là loại cước RXR đến từ hãng Bassa. Đấy, đường kính 0.28, tải cá trên dưới 7kg. Một combo hai cuộn nha. Mỗi cuộn 100m em bán với giá là 120k, mã số 4 ạ. Mã số 5 thì em có cước Mỹ, đường kính là 0.45mm, tải cá trên dưới 21kg cho mình luôn ha. Một cuộn là 130m thì ghép combo hai cuộn là 260 nha mấy anh. Cũng đến từ hãng Bassa luôn. Cái loại này thì nó có cái màu nâu đỏ nha, màu nâu đỏ như này ha. Cước này thì phản hồi cũng rất là tốt nha mấy anh, rất là chắc chắn cho mình luôn nha. Combo mã số 5 mà em bán với giá là 130k cho cái loại này nhá, mã 5 130k, đường kính 0.45, tải cá trên dưới 22kg ạ, đến từ hãng Bassa luôn cho mình ạ. Hai cuộn 260m, 130k, mã số 5. Mã số 6 thì em có dù IGK nha, dù này thì là dù số 9 nha mấy anh, tương đương với đường kính là 0.55mm nha, tải cá trên dưới là 60kg nha, 60 cho đến 65kg luôn nha mấy anh. Đấy, cái này là hàng nội địa Nhật nha mấy anh, nó có cái màu xanh rêu như này rất là đẹp nha. Đây, Made in Japan cho mình luôn ha. Đấy, rõ ràng này, ok hết luôn ạ.
Cái này là công nghệ 8X nha, bền 8 sợi lại với nhau rất là chắc chắn nha mấy anh. Để săn hàng đánh bắt cá lớn nha, câu biển, câu sông, hồ dịch vụ đều được ha. Combo mã số 6 và em ghép combo 2 cuộn thì là 200m nha, mỗi cuộn 100m, em bán với giá là 100k nha, dù số 9. Mã số 6 ạ, mã số 6 là 100k nha. Đến với mã số 7 thì em có 3 size cước nha mấy anh. Size 045, 035, 0.4 và 0.45 cho mình luôn nha. Đấy. Thì em bán đồng giá là 100k nha. Mã số 6 thì đồng giá mỗi một combo như này là 300m nha. Mỗi một combo như này là 300m. Cái này là 0.35 thì tải cá là 10kg nha, 0.4 thì là 14kg và 0.45 là 16kg cho mình luôn ha. Anh nào mà thích size nào thì chọn size đó nha. Nên là em để giá đồng giá cho mình ha. Đấy. Cái màu cước thì nó có cái loại này là màu trắng, màu riêu ha, còn có màu ri nữa nha mấy anh. Còn màu nào thì em gửi màu đó nha, chỉ cần chọn size cước thôi nha. Nó đồng giá với nhau 100k, 100k thì 300m dây cho mình luôn nha. 0.35, 0.4 và 0.45 cho mình luôn nha. Đấy. Tổng thể là 300m dây cho mỗi combo nha. Mã số 6 100k. Rồi em xin qua máy nha mấy anh. Máy mã số 1 thì em gửi đến anh đó là một con máy ngang tay phải nha, một con máy ngang tay phải cho mình luôn nè. Đấy. Con này thì là một con máy chuyên lua nha, lăn chi cước chạy còn đều cho mình luôn ha. Con máy chạy 19 bạc đạn à, 18 cộng 1 là 19 nha. Ratio là 7.2. Vào cước 0.23 là được 180m à, 0.28 là 150 và 0.3 là 110m nha. Đấy. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ cho mình hết luôn nha. Đấy. Xạ cước đầy đủ cho mình luôn ha, độ mới cao không lỗi lầm luôn ạ. À. Nhận hàng được kiểm tra hàng nên là mấy anh cứ yên tâm đặt hàng nha. Đấy. Con máy mã số 1, một con máy luôn ngang tay phải nha. Đây, rất là ok ha, độ mới cao không lỗi lầm. Em bán với giá cho mình chơi tham khảo tập câu giải trí nha. Mã số 1 150k, mã 1 150. Mã số 2 thì em có một con máy bóp quanh nha mấy anh. Con này là con máy ngang tay trái nha. Đấy, máy thì hoạt động ok, lăn chi cước đầy đủ cho mình hết luôn nha. Rất là nhẹ nhàng nè. Đó, xạ cước đầy đủ nha. Con này thì nó là một con máy Boswan XT 150 nha. Ratio là 7.2 luôn ạ. À. Vào cước 0.23 là 180 nha. 0.28 là 150 và 0.3 là 110m nha. Lua lóc, lua chẽm đều được hết luôn nha mấy anh. Đấy. Nút con mồi Sibon này đủ hết cho mình luôn ha. Độ mới cao không lỗi lầm luôn nha. Một con máy ngang tay phải mã số 2 em bán với giá là 590k, 590k cho con máy này nha. Mã 2 590. Mã số 3 thì em có một con máy đến từ hãng Dawa, chính hãng Dawa luôn nha mấy anh. Máy chạy mượt mà nhẹ nhàng, tâm tư tình cảm cho mình luôn nha. Một con máy luôn ngang tay trái luôn nha mấy anh. Con này thì nó có ratio là 6.4 nha, thiết kế tay quay dạng cán mút, cầm rất là chắc chắn cho mình luôn ha. Đấy, có một phủ màu vàng gold nhìn đẹp ken cho mình luôn nè. Đấy. Con này cái phôi carbon của nó rất là ok nha mấy anh, rất là ổn áp ha. Máy chạy nhẹ nhàng rất là nhanh luôn nha, rất là nhanh luôn ạ. Con này nó còn hộp đầy đủ cho mình luôn nha mấy anh. Cái hộp nó như này nhá. Ratio là 6.4 nè, trọng lượng của con máy là 195g à, tải cá má 6kg nha, chạy với 4 bạc đạn đây. Đấy, và vào cước 0.285 là tương đương với cước số 3 nha, là được 130m à, 0.31 là số 4 ha. Được 120m rất là ok nha mấy anh. Còn hộp đầy đủ cho mình hết luôn nha mấy anh. Con máy mã số 3, một con máy luôn ngang tay trái chính hãng Dawa nha, còn full hộp đầy đủ, em bán với giá là 990k cho con máy này nha. Thị trường đang bán 1.240 nha, em bán giá sale còn một vài con thanh lý hết cho mình luôn nha mấy anh. 990k cho con máy này thôi ạ. À. Mã số 3 990 ạ. À. Mã số 4 ạ. Mã số 4 thì em có một con máy Shimano Kaios 151HG nha. Đấy. Con này thì dòng hãng Shimano ha, hàng Malaysia xuất Nhật nha mấy anh. Đấy, hàng sắp tay nha mình luôn nha. Đây. Con này cái phôi carbon nhám cầm rất là chắc tay ạ. À. Cái màu này thì nó có cái màu ánh tuyến cực đẹp cho mình luôn nha. Ratio là 7.2 ạ. À. Màu nước sơn đẹp ken cho mình luôn ạ. À. Độ mới cao không lỗi lầm. Hàng này là hàng nguyên bản chưa qua sử dụng nha mấy anh. Nguyên bản chưa qua sử dụng ạ. À. Còn tem Shimano ha, Malaysia đây ạ. À. Cái phôi của nó cầm rất là chắc tay nha mấy anh, đẹp ken cho mình luôn ha. Cái này thì nó còn hộp túi đầy đủ, còn hộp nha, còn hộp đầy đủ ạ. À. Và hướng dẫn sử dụng bên trong vẫn còn luôn nha. Ratio là 7.2 này, máy này thì tải cá được 5kg nha. Trọng lượng 195g, máy chạy 4 bạc đạn à. Còn đây là thông số cước cho mình ha. Đây rất là ok ạ, à. Còn hộp đầy đủ cho mình hết luôn nha. Con máy mã số 4, một con máy luôn ngang tay trái đến từ hãng Shimano, hàng Malaysia xuất Nhật nha, nguyên bản nguyên siêu luôn nha.
Em bán với giá là 1.650k cho con máy này ạ. À. Mã số 4, 1.650 nha, 1.650 ạ. À. Máy chạy nhẹ nhàng, rất là nhẹ luôn nha, rất là êm ái. Mã 4, 1.650k. Mã số 5, số 5 thì em có một con máy đứng nha anh, Ultra Civic C2000 nha. Hôm nay là có một cái loại là C2000, C nhỏ hơn nha. Radio là 5.2 nha, cõi là hợp kim, thân là carbon. Con này luôn cũng rất là ok nha, radio tận 5.2 nha, gai dây nhanh và đuôi dây nhanh cho mình luôn. Mô bin sóng, tiếng kêu lưỡi gà con nè, cần gạt. Con lăng ạ, à, đổi tay quay trái phải đều được cho mình luôn nha, chốt chặn đảo chiều đầy đủ ạ. À. Đơn ngâm, ISO đều được hết luôn nha mấy anh. Cõi hợp kim thì sẽ tải khỏe cho mình ha. Con máy mã số 5 em bán với giá là 229k cho con máy nè, 229k, xây thực 2000 nha, 229 ạ. Mã 5. Mã số 6 thì em có một con máy Gold 4000 nhưng mà xây thực của nó tầm khoảng là 3000 nha. Con này vào cước 0.2 là được 240m ạ, à. 0.25 là 200 và 0.37 là 100 nha. Cõi là hợp kim, thân là carbon, ngoại hình tổng thể nhìn còn đẹp keng nha mấy anh. Radio tận 5.2 ạ. À. Mô bin sóng là tiếng kêu lưỡi gà còn ha, cần gạt. Con lăng ạ, à, mấy con này thì lua rất là ok nha, nó vừa gọn nhẹ ha, lua đỡ mỏi tay nha, cầm lâu thì nó cũng đỡ mỏi tay ha, chứ mấy con nặng quá thì lua nó sẽ bị mỏi tay nha mấy anh. Con này radio cao nha, ra dây nhanh và thu dây nhanh cho mình luôn. Con máy mã số 6 hoạt động tốt, xây thực 3000, em bán với giá là 219k cho con máy này ạ, à. 219k mã số 6. Mã số 7 thì em có một con máy Ryobi 6000 nha, xây thực 6000 cho mình luôn. Radio 5.2 ha. Con này là câu ngâm lăng xê đánh đục săn hàng đều được nha mấy anh. Vào cước 0.285 là được 270m ạ, à. 0.31 là 230 nha. Máy chạy bạc đạn im mực cho mình luôn. Mô bin sóng là tiếng kêu lưỡi gà còn ha, cần gạt. Con lăng đổi tay quay trái phải đều được ạ. À. Hoạt động máy đây. Máy hoạt động rất là ok nha, chốt chặn đảo chiều đầy đủ luôn ạ. À. Con máy mã số 7 hoạt động tốt ạ, à, xây thực 6000, em bán với giá là 260k cho con máy này thôi nhá. 260 ạ. Mã 1 thì em gửi đến với anh đó là một cây cần máy nghe nha mấy anh. Đấy. Cây này thì nó có trọng lượng là 174g nha, 174g. Ngọn là cây ngày ngọn 2.6 nha mấy anh, độ cứng thì tầm khoảng là mờ cho mình nha, cứng mờ ha. Một cây cần lua nha. Cây này thì khoen của nó là khoen loại sứ trắng ha. Khoen loại sứ trắng. Chiều dài là 1m8 nha. Cây này được cái phôi còn đẹp keng nha. Bát là bát Fuji cho mình luôn nha. Bát Fuji ạ. À. Chiều dài 1m8. Một cây cần máy ngang nha mấy anh. Đấy. Cây này ngọn to nha. Ngọn 2.5 ly và trọng lượng là 174g nha. Cây cần mã số 1 ạ, à, em bán với giá là 250k cho cây cần này nhá, 250k, mã 1 250 ạ. À. Mã số 2 thì em có một cây cần máy ngang tay cầm thì cán gỗ bần cho mình luôn nha. Trọng lượng là 97g, gọn nhẹ cho mình luôn ha. Ngọn là 1.9 ly ạ, à, phôi là phôi carbon xoắn cho mình luôn nha. Đấy, bát là bát Fuji, gian khoen Fuji loại sứ đẹp keng cho mình ha. Cây này đến từ hãng ha. Abibeso nha mấy anh. Đấy. Cây này nó có độ tải mồi là tầm khoảng là 1/4 đến 3/8 mosaic nha, tải cá từ 4 cho tới 8 kg nha mấy anh. Độ cứng của nó là ML nha, cứng mờ ạ. À. Cây này cứng mờ nha mấy anh, cứng mờ. Đây. Cái thông số của nó hơi mờ xíu nha, cứng mờ này. Phôi là phôi carbon xoắn cho mình ha. Bát Fuji, dàn khoen Fuji loại sứ cho mình luôn ha, đẹp keng. Ngọn 0.9 ly và trọng lượng là 97g nha. Cái phôi còn đẹp keng cho mình ha, vàng khoen thì sáng trưng luôn ạ. À. Cây cần mã số 2, một cây cần máy ngang nha, tay cầm cán gỗ bần cho mình luôn ha. Em bán với giá là 450k cho cây cần này ạ, à. 450 nha, mã số 2 450. Mã số 3 thì em có một cây cần máy ngang đến từ hãng Ryobi, chiều dài 1m65 cho mình luôn nha. Chiều dài 1m65 ạ. À. Cây hồi nãy là 1m. Cây số 2 chiều dài của nó là 1m65 luôn nha mấy anh, 1m65. Cây số 3 cũng là 1m65 ạ. À. Cây này thì nó có độ tải mồi là ở đây nó độ cứng L nha mấy anh. Hàng Malaysia xuất Nhật ạ, à. Hàng Malaysia xuất Nhật. Bát đây. Bát là bát Fuji cho mình luôn nha. Mấy cái cây này có cái tay cầm như vậy ha, nhìn rất là chắc chắn nha mấy anh. Trọng lượng của cây cần này là 172g và ngọn 1.9 ly nha. Vàng khoen Fuji loại sứ xám này, bo tròn chống xoắn dây và chống mai mòn dây cho mình luôn. Đấy, mấy cây cần này thì độ bền của nó rất là cao nha mấy anh.
Cây này độ mới cũng còn cao cho mình luôn ha, nước sơn còn sáng trưng cho mình luôn nè. Cây cần mã số 3, một cây cần lua nha, cứng lờ nha. À, chiều dài là 1m65, đến từ hãng TOB, hàng Malaysia xuất Nhật, bát là bát chuẩn Fuji nha. Em bán với giá là 250k cho cây cần này ạ. 250k nha, mã số 3, 250 ạ, mã 3. Mã số 4 cũng là một cây cần mái ngang luôn. Cây này thì nó đến từ hãng Suzumi nha. Suzumi, tay cầm thì cán mốt ha, bát chuẩn Suzumi cho mình luôn nha, bát hãng ạ. Đây, tay cầm cán mốt. Cây này nó có trọng lượng là 104g và ngọn 1.3 nha, ngọn 1.3 cho mình ạ. Chiều dài là 1m68 nha, 1m68. Độ cứng ML. Cây này cứng ML nha mấy anh, ML. Tải cá thì tầm khoảng là 4 cho tới 6 kg nha. Tải cá 4 6 kg, tem vàng còn đầy đủ hết cho mình luôn nè. Phôi là phôi carbon cho mình luôn nha. Đẹp keng ạ. Ngọn 1.3 cho mình ha, trọng lượng 104g, gọn nhẹ luôn nha. Giang khoan bát hãng ạ, chính hãng Suzumi nha. Cây cần mặt số 4 em bán với giá là 450k cho cây cần này nhé, 450k, cứng ML nha, cứng ML. Mã số 4, 450 ạ. Mã số 5, số 5 thì em có một cây đến từ hãng NFT nha mấy anh, đến từ hãng NFT. Cây này nó có chiều dài là 1m8 ạ, tải mồi từ 3/16 đến 3/8 mosaic nha, tải cá từ, tải cá trên dưới 5kg nha mấy anh, 5kg đổ về ha. Đấy. Cây này độ cứng ha. Độ cứng mờ nha mấy anh, độ cứng mờ. Cứng mờ cho mình nha, đến từ hãng NFT ạ. À. Ngọn 2 ly và trọng lượng là 176g nha. Giang khoen Fuji loại xứ phát quang cho mình luôn ha, bát là bát Fuji cho mình luôn ạ. À. Giang khoen Fuji loại xứ xám phát quang nè, cây này cái bộ khoen nó đẹp nha mấy anh, còn bộ khoen còn đẹp nha. Đấy. Tổng thể cây cần nó là như này nha. Cây cần mã số 5 mà chiều dài 1m8, cứng mờ, đến từ hãng NFT nha. Em bán với giá là 319k cho cây cần này ạ. À. Mã số 5 319k. Mã số 6 thì em có một cây cần đến từ hãng Daiwa nha mấy anh. Đây. Cây này chiều dài là 1m68 luôn, độ cứng ML cho mình ha. Hàng Đài Loan xuất Nhật nha mấy anh. Đây, hàng Đài Loan xuất Nhật. Medium light, cứng ML. Tải mồi từ 3/16 đến 5/8 mosaic nha, tải cá từ 3 cho tới 7 kg nha, rất là ok, mã code đầy đủ cho mình hết luôn nha. Hàng Đài Loan xuất Nhật ạ, à, phôi carbon xoắn cho mình luôn nha, chính hãng Daiwa. Cái này trọng lượng là 113g và ngọn 1.7 ly nha, 1.7 ly ạ. À. Giang khoan bát hãng nha mấy anh, khoan bát hãng cho mình nha. Đấy, chính hãng Daiwa. Màu nước sơn còn sáng bóng nha, tay cầm gì cán mốt cho mình luôn ha. Cây cần mã số 6 và em bán với giá là 750k cho cây cần này nhé. Mã số 6 750k, chiều dài 1m68, cứng ML ạ. À. Mã số 7, mã số 7 thì em có một cây cần này nha mấy anh. Chiều dài là 1m7 ạ, 1m7 nha. Đấy. Cây này thiết kế giang khoen nòng súng nha, chịu lực rất là tốt nha. Cây này câu ngâm ha, câu ngâm, câu lăn xê đều được luôn nha mấy anh. Cây này chính hãng Shimano. Bát Fuji, giang khoen Fuji này. Đẹp keng hết cho mình luôn ạ. À. Cây này nó có trọng lượng là 108g và ngọn 1.5 ly nha mấy anh, ngọn 1.5 ly ạ. À. Thiết kế vàng khoen nòng súng cho mình luôn ha. Chiều dài 1m7, màu nước sơn sáng bóng cho mình luôn nha. Chính hãng Daiwa, chính hãng Shimano, còn tem vàng đầy đủ luôn ạ. À. Tay cầm này, nó còn hai cái này để mà giữ luôn nè. Rất là ok, cây này độ mới còn cao lắm luôn nha mấy anh. Cây cần mã số 7 em bán với giá là 1.350k cho cây cần này nhé. 1.350 ạ, mã số 7 ạ, 1.350. Mã số 8 thì em có một cây cần đến từ hãng IK nha. Cái phôi của cây cần này phản hồi rất là tốt nha mấy anh. Lên cá rất là rực rỡ ạ. Cây này chiều dài 1m98 ạ. Tải cá thì tầm khoảng là 5 cho tới 10 kg nha. Tải mồi từ 12 cho tới 26g. Độ cứng là MH cho mình luôn nha. Cây này là một cây cần lua máy ngang phôi carbon xoắn X2 da cho mình luôn ạ. À. Ngọn 2 ly trọng lượng là 150g nha. Ngọn 2 ly trọng lượng 150g. Giang khoen bát hãng cho mình luôn. Đấy, thiết kế giang khoen ba chân này rất là ok ha, chịu lực tốt cho mình luôn ạ. À. Phôi đẹp luôn, phôi cầm rất là chắc tay luôn nha mấy anh. Phôi cầm chắc tay, tem vàng còn đầy đủ cho mình hết luôn ha. Đấy. Cây cần mã số 8, một cây cần IK mái ngang nha, chiều dài 1m98, cứng MH ạ. À. Em bán với giá là 750k cho cây cần này nhé. 750k mã 8.
Mã số 9 thì em có một cây cần này tay cầm gán hổ bần nha, một cây cần Majestic chiều dài là 2m1 cứng MH ạ. À. Đến từ hãng Shimano nha, một cây cần mái ngang ha. Cây này nó có trọng lượng chỉ 132g và ngọn 2 ly cho mình luôn nha. Phôi là phôi carbon xoắn đẹp ken cho mình ạ. À. Để tay cầm này. Chính hãng Shimano ha. Cây này thì nó có độ tải mồi là 10 tới 30g, tải cá 5 10kg cho mình luôn nha mấy anh. Phôi carbon xoắn toàn thân nha. Cây này nó có cái ngọn là 2 ly đây, trọng lượng 132g. Vàng khoen bát hãng cho mình luôn nha. Loại sứ đẹp ken, độ mới cao không lỗi lầm luôn ạ. À. Một cây cần lua chiều dài 2m1 cứng MH, cây cần máy ngang nha. Cây cần mã số 10 em bán với giá là 370k nha, 370k cho cây cần này ạ, à, mã 10. Mã 11 thì em có một cây cần cắm gốc mái ngang dùng để câu sông nha mấy anh. Cây này nó có cái ngọn là 2 ly 8 và trọng lượng là 212g nha. Đấy, cái ngọn của nó đây mấy anh. Nó có vừa dẻo vừa cứng nha. Trong cứng nó có cái độ nảy dẻo nha mấy anh. Cây này đến từ hãng Alpha Seco. Chiều dài là 1m8 nha. Chiều dài 1m8 ạ. Độ cứng tầm khoảng là 30 cho mình luôn nha. Còn tem đầy đủ hết cho mình luôn ha. Đấy, cái bát của nó đây. Bát này là bát Fuji nha, vàng khoen Fuji loại sứ nha mấy anh. Loại xích. Cái này là loại xích cho mình luôn nha mấy anh, loại sứ xích nha. Đẹp ken luôn ạ. À. Trọng lượng của cây cần là 212g và ngọn 2.8 nha, ngọn to cho mình luôn ha. Cây cần mã số 11 em bán với giá là 690k cho cây cần này nhá. Màu nước sơn còn đẹp ken sáng bóng nha. Vàng khoen Fuji loại xích nha. Bát là bát Fuji cho mình luôn, một cây cần cắm gốc ạ, à, câu sông vẫn được nha. Mã số 11 thì em có một cây cần mái ngang đây ạ. À. Cây này thì nó có chiều dài là 2m1 cứng 20 nha. Để câu ngâm ha, câu lăn xê này. Đấy. Cây này nó có cái ngọn dẻo cho mình luôn nha mấy anh, ngọn dẻo cho mình luôn ha, ngọn rất dẻo ạ. À. Trọng lượng của cây cần này là 130g và ngọn 1.5 ly nha mấy anh, ngọn 1.5 ly. Thiết kế cái ngọn dài hơn cái gốc nha mấy anh, thiết kế cái ngọn dài hơn cái gốc. Vàng khoen bát hãng cho mình luôn. Đấy. Chiều dài 2m1 cứng 20 ha. Cây này câu bè vẫn được luôn nha mấy anh. Cây này câu bè vẫn được, ngọn rất là dẻo cho mình luôn ạ. À. Cảm giác cho mình luôn nha. Cây cần mã số 12 em bán với giá là 500k nha. Mã số 12 500k, mã 12. Mã 11 nha mấy anh, cây vừa rồi là mã 11 500k. Mã số 12 thì em có một cây cần lô đây, T-Lab chiều dài 2m4 nha. Tải mồi từ 8 tới 25g, tải cá từ 4 tới 7kg ha, vàng khoen bát hãng, phôi carbon nhám ha, chịu cầm rất là chắc tay nha, ngọn 2 ly 8 và trọng lượng là 172g cho mình cây cần này nha mấy anh. Cây cần mã số 12, một cây cần T-Lab mái ngang nha, một cây cần lua, em bán với giá là 250k cho cây cần này nha. Mã số 12 250k, một cây cần lua mái ngang chiều dài 2m4 ạ. À. Mã 12 250 ạ. À. Mã 13 thì em có một cây cần UL nha mấy anh. Cây này nó có chiều dài là 1m4, ngọn của nó là 1.9 ly à, trọng lượng chỉ có là 80g thôi nha, ngọn. Một cây cần UL nha, phôi carbon nhám cho mình ha. UL này, chiều dài là 1m4 nha. Tải cá từ 1 tới 3kg nha, tải mồi từ 1/64 đến 1/8 USX cả, hàng China xuất Nhật cho mình luôn nha mấy anh. Đấy. Tay cầm thì cán mút luôn ha, đến từ hãng Sapco. Đây. Vàng khoen kim loại bo tròn cho mình luôn nha anh, vàng khoen kim loại bo tròn ạ. À. Ngọn 1.9 ly đây ạ. À. Cây cần mã số 13 em bán với giá là 350k cho cây cần này nhé, mã 13 350k, một cây UL chiều dài 1m4 ạ. À. Mã 14 thì em có một cây ML đây mấy anh ơi. Cây này thì tay cầm cán gỗ bần, vàng khoen bát hãng cho mình luôn. Trọng lượng là 104g và ngọn 1.6 ly luôn nha. Phôi là phôi carbon xoắn cho mình luôn ha. Chiều dài 1m8, tem vàng còn đầy đủ hết cho mình ạ. À. Đây, vàng khoen thì loại sứ bo tròn chống xoắn dây và chống mai mòn dây cho mình luôn. Ngọn 1.6 ly, trọng lượng 104g, cứng ML luôn ạ. À. Cây cần mã số 14 mà em bán với giá là 450k cho cây cần này nhé. Mã số 14 450k, một cây cần lua chiều dài là 1m8 cứng ML nha. Mã 15. Mã 15 thì em có một cây chiều dài là 1m98. Chiều dài 1m98, hàng Đài Loan xuất Nhật luôn. Độ cứng là ML,
tải mồi từ 5 cho tới 21 gram, tải cá từ 3 cho tới 6 kg nha. Tem vàng còn đầy đủ, có mã code luôn nha mấy anh. Tay cầm thì cán mút này. Bát này, bát chuẩn hãng đai qua cho mình luôn nha. Đẹp keng ha. Cây này độ mới còn tầm khoảng là 90% nha mấy anh. Dàn khoan đây ạ. Cây này nó có trọng lượng là 132g và ngọn 2 ly cho mình luôn nha. Cây này chính hãng đai qua nha mấy anh, hàng Đài Loan xuất Nhật ạ. Màu nước sơn còn sáng bóng ạ, sáng bóng cho mình luôn nha. Mà có tem vàng đầy đủ ạ. Cây cần mã số không? 15 mà em bán với giá là 690k cho cây cần này nhá. Mã 15 690k. Mã 16 thì em có một cây Cibic Lua chiều dài 2m1 nha. Dàn khoen là bát hãng ạ. Ngọn 2,5 ly và trọng lượng là 118g nha. Phôi carbon nhám cho mình luôn. Đấy, một cây cần lua nha, phôi nhẹ nha mấy anh. Tập câu, câu giải trí đâu ha. Đấy, câu ao hồ đầm đìa gần nhà nha. Mình mua mấy cây rẻ rẻ như vậy chơi rất là ok ha. Cây cần mã số 16 chiều dài 2m1 ạ. Một cây cần lua máy đứng nha mấy anh. Em bán với giá là 219k cho cây cần này ạ. 219k mã số 16 ạ. Mã số 17 thì em có một cây kinh ton nha, hàng Korea xuất Nhật cho mình ạ. Chiều dài 2m4, cứng MH, phôi carbon cho mình luôn ha. Dàn khoen bát hãng, khoen lua to cho mình luôn nha. Ngọn 2 ly và trọng lượng của cây cần này là 154g nha, 154g ạ. Khoen bát hãng cho mình luôn, phôi carbon là phôi carbon cũng rất là ok cho mình luôn nha. Chiều dài là 2m4, cứng MH ạ. Tải mồi từ 10 cho tới 30g, tải cá 5-10kg vô tư cho mình nha mấy anh. Đấy. Cái bát đây ạ, bát đẹp cho mình luôn ha. Cây này còn túi nha mấy anh, còn một cái túi như này nha. Đấy, cái túi này của nó này kinh ton luôn nha, có in chữ kinh ton ở trên túi luôn ha. Cây cần mã số 16 và em bán với giá là 750k cho cây cần này nha. Mã 16 750k, mã 16. Mã 17 thì em có một cây Yamaga Blend hàng nội địa Nhật nha. Chiều dài 2m7, cứng MH cho mình luôn nha. Tải mồi từ 30 cho tới 60g, mình tải nhái thật mình lua luôn cũng được nha mấy anh. Sử dụng dây PE từ dây số 1 tới dây số 3. Phôi carbon xoắn X2 da cao cấp cho mình luôn ha. Dàn khoen tất cả đều là khoen Fujishion ạ. Ngọn 2,3 ly và trọng lượng là 203g cho mình luôn nha mấy anh, ngọn 2,3 ly. Dàn khoen đây ạ. Khoen Fujishion đẹp keng cho mình luôn nha. Đấy. Cây này độ mới cao không lỗi lầm luôn ạ. Hàng nội địa Nhật nha, tem vàng còn đầy đủ cho mình luôn ha. Cái bát thì nó có in chữ Yamaga nhìn đẹp keng nha mấy anh. Tay cầm thì cán mút êm ái cho mình luôn ạ. Cây cần mã số 17, chiều dài 2m7, cứng MH, cả hàng nội địa Nhật nha. Một cây cần lua săn hàng nha. Lua lóc, lua chẽm, ghềnh biển đồ được hết luôn ạ. Em bán với giá là 1.450k cho cây cần mã số 17 này nha. 1.450 ạ. Mã số 18 thì em gửi đến mấy anh đó là một cây trophy chiều dài 2m1 nha. Cây này lăn xê ngon nha mấy anh. Tải mồi từ 70 cho tới 100g ha. Đấy, khoen bát hãng và tay cầm cán mút êm ái cho mình luôn nha. Dàn khoen là khoen loại sứ phát quang cho mình à. Ngọn 3,4 ly và trọng lượng là 244g nha mấy anh. Đấy, trọng lượng 244g ạ. Cây này độ cứng tầm khoảng là 50 cho tới 80 nha mấy anh. Cây cần mã số 18 mà em bán với giá là 190k nha. Chiều dài 2m1 ạ, câu sông này, ngâm lăn xê đều được nha. Mã số 19 ạ. Mã số 19 190k nha, mã số 19 190k. Mã số 20 thì em có một cây ra rần nha, chiều dài 2m1 cho mình à. Độ cứng tầm khoảng 60 cho tới 100 nha, thiết kế dàn khoen nòng súng chịu lực tốt cho mình ha, phôi carbon xoắn cho mình nè. Cây này có cái ngọn là 4 ly, trọng lượng là 205g nha. Anh nào mà thích câu ngọn to cây này ok nha. Câu ngâm, lăn xê, đánh cá tra sông đều được nha mấy. Màu nước sơn này màu xanh ha, đẹp keng cho mình nha, xanh nõn chuối nha mấy. Dàn khoen bát hãng, phía cuối thì có một cái khoen cuộc dây bảo hộ cho mình luôn nè. Cái cần mã số 20 à, em bán với giá là 250k cho cây cần này nhé. Mã 20, chiều dài 2m1 và em bán với giá là 250k cho mình câu trải nghiệm nha mấy anh. Mã số 22 thì em có một cây Win ra rần, chiều dài là 2m4, cứng 60 cho tới 100 nha. Phôi carbon xoắn cho mình luôn nha, đẹp keng này. Cây này ngọn 3,6 ly và trọng lượng của nó là 206g nha mấy anh. Phôi carbon xoắn toàn thân luôn, thiết kế dàn khoen ba chân chịu lực tốt cho mình ha. Khoen là khoen bát hãng nha, cây này cứng tầm khoảng 60 cho tới 100 nha. Câu ngâm, lăn xê, đánh cá tra sông, câu hồ dịch vụ đều được luôn nha mấy anh. Tay cầm thì cán mút này, bát đây. Cây cần mã số 10
21. Mã 21 mà em bán với giá là 390k cho cây cần này nhé. Mã 21 390k. Mã 21 390. Số 22. 22 thì em có một cây cần 2 khúc nha, chiều dài 2m4 nha, cứng tận 200 nha mấy anh. Phôi carbon sẵn 7 cá 2 da cho mình luôn nha. Ngọn là ngọn đặt cho mình luôn nè. Ngọn này là ngọn sợi thủy tinh nha. Đấy, thiết kế gian khoen chân ngắn, chịu lực tốt nha. Cây này cực đẹp nha mấy anh. Ngọn 4.4 nha. Trọng lượng 530g. Cây này đẹp quá. Gian khoen Fuji loại xứ xám, bo tròn, chống xoắn dây và chống mài mòn dây cho mình luôn. Đấy, phôi carbon xoắn 2 da 7 cá cho mình luôn ha. Cây này đẹp ken nha mấy anh. Phôi carbon drop cho mình luôn nha. Chiều dài 2m4, cứng 200 nha. Vàng khoen đẹp ken cho mình ạ. À. Tay cầm thì cán mút, bát là bát Fuji cho mình luôn nè. Cây này phôi đẹp quá. Một cây Hundelock nha. Lâu lâu có mới có một cây đẹp ken như này nha mấy anh. Quá sáng là đẹp luôn. Phôi đẹp. Tem còn đầy đủ hết luôn. Chiều dài 2m4, cứng 200. Cái ngọn nó là ngọn sợi thủy tinh cho mình luôn nè. Vàng khoen đây. Khoen loại sứ nha, sáng trưng luôn, còn sáng bóng cho mình luôn nha. Phôi thì phôi carbon xoắn 7 cá cho mình luôn ha. Cây cần mã số 22 ạ, em bán với giá là 1.590.000 cho cây cần này nhé. 1.590.000 mã số 22, khoen bát Fuji nha, thiết kế dàn khoen chân ngắn, chịu lực tốt cho mình luôn. Cứng tận 200, chiều dài 2m4, một cây Hundelock ạ. Phôi carbon xoắn 7 cá đẹp ken cho mình nha. Đấy, 1.590.000 cho cây cần này ạ. 1.590.000 ạ. Mã số 22. Mã số 23 thì em gửi đến với anh đó là một cây cần săn tra nha, khoen titanium loại xích cho mình luôn nha. Loại xích khoen titanium Fuji luôn nha mấy anh. Fuji titanium loại xích, bát là bát Fuji đẹp ken cho mình ha. Phôi carbon xoắn 2 da luôn nha. Cây này nó có chiều dài là 3m15 nha. Tải mồi mát 1,5kg cho mình nha. Vàng khoen này chịu lực rất là tốt luôn nha. Cây này khách báo cá rất là rực rỡ nha mấy anh. Ngọn là 3.8 và trọng lượng là 560g nha. Ngọn 3.8 trọng lượng là 560g. Đấy, đầu bu nè, khá to to cho mình luôn ha. Đầu bu to này, màu phôi đẹp cho mình luôn nha. Cây này lên cá rất là rực rỡ nha mấy anh. Đây, đánh săn tra ha. Cầm rất là chắc tay cho mình cái cây này luôn nha. Cây cần mã số 23, một cây cần săn tra, vàng khoen Fuji titanium nha, xích luôn nha mấy anh. Bát là bát Fuji nha, độ mới cao không lỗi lầm ạ. Đẹp ken cho mình luôn, đẹp từ gốc cho tới nhọn. Phôi carbon xoắn 2 da luôn ha. Em bán với giá là 1.950.000 cho cây cần này nhé. 1.950.000, 1.950.000 ạ. Dạ rồi, cây cần kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại ghi trên màn hình nha, hoặc Zalo của em số 0344555188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo ạ. Chào các anh.